Chào tất cả các em sinh, đây là kênh YouTube Toán cấp 3. Các em hãy đăng ký kênh để theo dõi loạt video mới nhất là phần nguyên hàm và tích phân. Nếu bạn nào chưa đăng ký, có thể click vào nút đăng ký và sau đó click vào hình chiếc chuông, các bạn sẽ nhận được thông báo khi có video mới xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ qua nội dung ngày hôm nay, đó là nguyên hàm hàm hữu tỉ. Đây là một nội dung khá quan trọng, bởi vì sau này các bạn sẽ thấy là rất nhiều bài toán sau khi chúng ta thực hiện bước đặt phần phụ, tức là chúng ta đổi biến, thì nó sẽ quay về cái dạng là hàm hữu tỉ. Nên bài này các bạn hãy chú ý và rèn luyện thật kỹ, thì khi đó phần nguyên hàm tích phân nó sẽ đơn giản hơn. Nội dung ngày hôm nay chúng ta xử lý trường hợp số 1, trường hợp số 2 và trường hợp số 3 là phần đổi biến, thì chúng ta sẽ thực hiện ở các video sau. Chúng ta có một số bài tập. Nhưng trước tiên, thầy sẽ sửa bài tập về nhà bữa trước. Ở video số 1, tức là video mở đầu, thầy có một bài tập về nhà, tức là tìm nguyên hàm của hàm số f nhỏ thỏa cái điều kiện này. Thì thật ra cái điều kiện này là để chúng ta tìm cái giá trị C. Bây giờ chúng ta bắt đầu cũng giống giống như là Y10, thì câu A này simple, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hạ bậc và chúng ta làm như sau. Y lớn x của mình nó sẽ bằng nguyên hàm của sin mình x chia 2 dx. Chúng ta hạ bậc là 1 trừ cos gốc nhân đôi lên là cos x chia 2 dx bằng 1 phần 2. Chúng ta đi ra ngoài, như vậy là nguyên hàm của 1 thì nó sẽ là x, nguyên hàm của trừ cos thì nó sẽ là trừ trừ sin x, và phía sau là cộng c. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chúng ta sẽ đi tìm giá trị C dựa vào cái điều kiện là ta có là f của b chia 2 bằng b chia 4 tương đương. Chúng ta thay x bằng b chia 2 vào thì khi đó là 1 phần 2 b chia 2 sin b chia 2, thì chúng ta sẽ biết là sin b chia 2 nó sẽ bằng 1. Như vậy là thầy sẽ trừ từ 1 cộng C bằng b chia 4. Thì từ đó chúng ta sẽ có được giá trị C, đó là b chia 4, b chia 4, b chia 4 hết, còn lại là trừ 1 phần 2, chúng ta chuyển qua là 1 phần 2. Như vậy chúng ta kết luận hàm f lớn x là bằng 1 phần 2 mở ngoặc ra x trừ sin x cộng cho 1 phần 2. Như vậy là xong. Tương tự đối với câu B. Ở đây x nhân x mũ 1 phần 2 cộng x mũ trừ 1 phần 2, thì khi đó chúng ta lấy nguyên hàm thì chúng ta chỉ việc là gặp lại. Các bạn có thể là coi lại các video trước, coi lại video trước. Bây giờ chúng ta qua nội dung ở bài số 2 là nguyên hàm hàm hữu tỉ. Nó có dạng là một đa thức chia cho đa thức. Chúng ta lưu ý, chúng ta chỉ xử lý khi cái bậc tử nó bé hơn bậc mẫu. Như vậy nếu chúng ta gặp trường hợp là bậc tử lớn hơn bậc mẫu, chúng ta tiến hành chia đa thức để đưa về bậc tử bé hơn bậc mẫu. Và hay gặp nhất là chúng ta gặp mẫu bậc 1 cũng như là mẫu bậc 2. Đó là hai trường hợp chúng ta hay gặp nhất. Chúng ta đi vào trường hợp số 1. Trường hợp số 1 nó có dạng như sau. K ở đây là một số, như vậy là một số chia cho AX cộng B mũ N. Thì chúng ta gặp hai trường hợp, đó là với n bằng 1, tức là k chia cho ax cộng b, thì đây là nguyên hàm cơ bản ta dựa vào bảng nguyên hàm. Thì ở đây là chúng ta đã biết và biết sau là chúng ta cộng cộng thêm c. Thứ hai là nếu n đây là khác 1, trong trường hợp n khác 1 thì cái hàm phân thức này chúng ta đều đưa vào dạng là ax cộng b mũ trừ n, và khi đó chúng ta áp dụng bảng nguyên hàm là chúng ta sẽ thực hiện được.
Ngữ hàm của A cộng B, số mũ là chúng ta sẽ cộng thêm 1. Sau đó chúng ta chia cho chính số mũ này, và nhớ là chúng ta chia thêm cho A, phía sau lại cộng cộng C. Đây là hai ngữ hàm cơ bản nhất. Vậy nếu bạn nào chưa rõ thì hãy xem lại cái video trước là chúng ta sử dụng bảng ngữ hàm như thế nào. Và qua trường hợp số 2 là khi mẫu có hai nghiệm phân biệt, và một xíu nữa là trường hợp số 3 là khi mẫu vô nghiệm, thì chúng ta có cách xử lý khác. Và ở nội dung ngày hôm nay chúng ta chỉ xử lý là hai loại như thế này, mẫu có hai nghiệm phân biệt. Các bạn chú ý, khi mẫu có hai nghiệm phân biệt thì khi đó cái bậc hai này, đầu tiên chúng ta đưa hệ số e ra ngoài nhân x trừ nghiệm thứ nhất, mở ngoặc ra nhân x trừ nghiệm số 2. Và một xíu nữa thầy sẽ có ví dụ cụ thể để chúng ta áp dụng cái công thức này nó được nhanh hơn. Chúng ta có hai cách và thầy khuyến khích nên sử dụng cách cách nhanh này, bởi vì nếu chúng ta sử dụng chúng ta làm trắc nghiệm thì cái công thức tính nhanh nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Trường hợp số 3, mẫu vô nghiệm thì các nội dung sau, các video sau thầy sẽ đề cập. Bây giờ chúng ta sẽ qua ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hình dung. Ngữ hàm đầu tiên thì đương nhiên là chúng ta không cần phải nói nhiều, đó là ln tuyệt đối 2x cộng cộng 3. Chúng ta chia cho a, tức là chia cho 2 một phần bằng 2, phía sau cộng cộng c. T15, ngữ hàm của 2x cộng 3 mũ trừ trừ 4 đến 3. Muốn ra mũ trừ 4 thì chúng ta sẽ là 2x cộng 3 trừ 4 cộng 1 là trừ 3. Chúng ta chia cho trừ 3, như vậy là trừ 1 phần 3. Và chúng ta chia cho hệ số A là chia cho 2 cộng C, như vậy là trừ 1 phần 6. Như thế này. Nếu thích thì các bạn có thể là 1 chia cho 2x cộng 3 tất cả mũ 3. Chúng ta qua Y16. Y16 nó khác Y15, là ở câu Y15 thì trên này nó chỉ là số, số 1, số 2, số 3 gì đó. Nhưng câu Y16 là phía trên nó vẫn còn x, thì chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ tách Y16 đưa vào dạng Y15 như sau. Chúng ta muốn có xuất hiện là 2x cộng 3 để chúng ta rút gọn bớt. Như vậy các bạn hãy chú ý, đây là 2x cộng cộng 3. Ba ba hết thì còn lại 2x, như vậy chúng ta phải chia một phần, chúng ta phải chia cho 2 ở ngoài đây, và khi đó chúng ta sẽ chia tách như sau, bằng 1 phần 2 thì ghi lại ở ngoài, và bên trong 2x cộng 3 chia cho 2x cộng 3 mũ 4, chúng ta sẽ được là ngữ hàm bên đây là 1 chia cho 2x cộng 3 3 trừ 3 chia cho 2x cộng 3 mũ 4. 1 phần 2 là 1 phần 2 ở ngoài. Chúng ta cũng không cần để ở ngoài vẫn được. Tiếp tục 1 phần 2, đây là 2x cộng 3 mũ trừ 3 trừ 3 nhân cho 2x cộng 3 mũ trừ 4. Và tới đây 1 phần 2 ghi lại. Muốn xuất hiện 2x cộng 3 mũ trừ 3 thì chúng ta sẽ là 2x cộng 3 trừ 3, chúng ta cộng thêm 1 là trừ trừ 2. Chúng ta chia cho điều gì? Chúng ta chia cho trừ 2, tức là trừ 1 2, và chia thêm cho hệ số A, tức là chia thêm cho 2. Tương tự với sau, trừ 3 ta ghi lại 2x cộng 3 mũ trừ 3, chúng ta chia cho trừ 3 và thành cộng 3. Chúng ta chia cho thêm cho 2. Như vậy các bạn chỉ việc là rút gọn là chúng ta xong câu Y16. Như vậy bài tập số 5 này là minh họa cho trường hợp số 1. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại bài tập số 5.
Và sau đó chúng ta sẽ qua trường hợp số 2, tức là mẫu có 2.000 phân biệt, thì chúng ta xử lý như thế nào? Các bạn cùng nhìn lại bài tập số 5. Nếu các bạn vào kênh thì các bạn có thể thấy một vài video thầy đã làm từ năm ngoái, là một số công thức chúng ta có thể là áp dụng tính nhanh phần nguyên hệ thức phân, nhưng đó chỉ là một vài video rời, không có liên tục. Và năm nay, năm 2017 2018, ta sẽ làm một loạt video nó đầy đủ và chi tiết hơn. Vì vậy, nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy nên đăng ký ngay kênh Toán cấp 3 và nhấp vào hình chiếc chuông để nhận những video mới nhất. Và loạt video ta sẽ làm xuyên suốt cả cái năm, tức là đến khi các em và ôn thi tốt nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ qua trường hợp số 2. Trường hợp mẫu có 2.000 phân biệt thì chúng ta xử lý như thế nào? Các bạn có thể nhìn thấy câu Y17 và Y18 nó có gì khác nhau, tuy rằng vẫn là mẫu có 2.000 phân biệt, thì thật ra ở đây là tử. Câu Y17 viết trên tử nó là một số, trong khi câu Y18 viết trên tử nó là một biểu thức chữ x. Và câu Y19 bậc tử nó lớn hơn bậc mẫu, thì chúng ta phải tiến hành ta chia đa thức, thì khi đó ta mới xử lý được. Bây giờ chúng ta đi vào câu Y17 trước. Đối với những câu mà mẫu có 2.000 phân biệt nhưng mà trên tử là một số, thì theo thầy nghĩ chúng ta nên áp dụng công thức tính nhanh. Một số lớp đôi khi thầy cô không cho chúng ta áp dụng công thức đó, nhưng công thức này nếu chúng ta áp dụng cho trắc nghiệm thì rất là phù hợp. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, mẫu một các bạn có thể nhẩm, hai là mốt năm ba chúng ta kiểm tra trước, các hệ số là 3 4 1. Nhưng các bạn sẽ thấy có hai nghiệm là trừ 1/3 với là trừ một, bởi vì đây là a trừ b cộng c bằng không. Thì khi đó chúng ta có thể tiến hành như sau. Một, các bạn nhớ đầu tiên chúng ta đưa hệ số số a ra ngoài, tức là 3 nhân x trừ nghiệm thứ nhất, tức là x trừ cho trừ 1/3 là x cộng 1/3, nhân x trừ cho nghiệm thứ hai, tức là x cộng 1. Các bạn hãy lưu ý thật là kỹ. Tiếp theo, có nhiều hướng chúng ta xử lý. Một là chúng ta đưa số 3 đây ra ngoài, hai là chúng ta nhân vào vị trí này để cho nó mất cái phần số này. Như vậy là 1 chia cho 3x cộng 1 chia cho x cộng 1. Đấy. Và bây giờ tới phiên công thức tính nhanh, các bạn hãy quan sát là thật kỹ. Đầu tiên nó là ln tuyệt đối. Biểu thức nào ở trên không quan trọng. Các bạn nhớ là chúng ta đưa cái x ra ngoài. Bây giờ ví dụ thầy để là 3x cộng 1 ở trên thì x cộng 1 phía dưới. Nếu không thích, các bạn để x cộng 1 phía trên thì 3x cộng 1 phía dưới. Thằng nào nằm trên không quan trọng. Bây giờ thầy bắt đầu. Thầy lựa chọn là 3x cộng 1 ở trên thì phía dưới nó sẽ là x cộng 1. Và bây giờ tôi mới tới là bước quan trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy 1 chia cho. Thầy nhắc lại, lấy 1 chia cho, nhân chiếu xuống trừ chiếu lên, tức là 1 chia cho, nhân chiếu xuống là 3 trừ chiếu lên là 1. Như vậy là 3 trừ 1 1/2, phía sau là cộng cộng C. Đây chính là công thức. Công thức tính nhanh. Đây. Thằng nào ở trên không quan trọng, ví dụ thầy để là AX cộng B ở trên, CX cộng D phía dưới, thì chúng ta sẽ lấy 1 chia cho AD trừ BC. Và các bạn cứ tin tưởng công thức này, nó đảm bảo chính xác cho các bạn. Nếu không thích, thì các bạn để x cộng 1 phía trên, 3x trừ 1 phía dưới, cũng không có vấn đề gì cả. Như vậy chúng ta xong câu Y17. Bây giờ chúng ta qua câu Y18. Thì Y18 chúng ta có hai cách để xử lý. Cách số 1, chúng ta cũng tìm cách đưa về Y17.
Và cách số 2, ta sẽ áp dụng kiểu này, tức là chúng ta đi tìm AB để chúng ta tách, chúng ta đưa vào sử dụng bảng ngữ hàm. Lưu ý A lớn B lớn ở đây nó chính là số, A lớn B lớn là số. Như vậy sau khi chúng ta tách thì chúng ta có thể áp dụng được bảng ngữ hàm, và thầy sẽ áp dụng như sau. Bằng không là ta có bây giờ nhé, kể cả tự luận cái việc tách hoặc chúng ta có thể làm một nháp chúng ta đưa vào, không nhất thiết chúng ta phải trình bày. Thầy nháp như sau: x cộng 5 chia cho cái mẫu của chúng ta nó sẽ có hai nghiệm là trừ 2 với trừ 3, ở đây là 1, 5, 6, trừ 2, trừ 3. Như vậy đầu tiên ta đưa hệ số A ra ngoài là số 1 thì chúng ta khỏi ghi. X cộng 2 nhân cho x cộng cộng 3. Đây chính là biểu thức phía trong, tức là hàm công thức. Chúng ta mong muốn chúng ta tách thành là A chia cho x cộng 2 cộng B chia cho x cộng 3. Và chúng ta đi tìm AB như sau. Chúng suy ra, thầy sẽ để lại cho các bạn xem. Có hai cách, chúng ta đầu tiên chúng ta có thể là chọn hai giá trị chúng ta thế vào, chúng ta tìm AB. Hai, chúng ta nhân chéo lên và chúng ta sẽ chọn hai giá trị đặc biệt, đó chính là nghiệm của mẫu, từ đó ta tìm ra AB. Và thầy sẽ làm theo cách số 2 này, nhân chéo lên thì khi đó bên phía trái nó sẽ là x cộng 5 bằng x cộng 2, x cộng 2 hết, như vậy nó sẽ còn lại là x cộng 3 nhân a, tức là a nhân x cộng 3. Tiếp tục x cộng 3, x cộng 3 hết, như vậy là cộng b nhân cho x cộng cộng 2. Thì khi đó chúng ta chọn x bằng trừ 2. Vì sao chúng ta chọn x bằng trừ 2? Để khi đó chúng ta mắc b, x bằng trừ 2 mắc b, như vậy hết. Thì các bạn có thể nhẩm về trái trừ 2 thế vào nó sẽ là 3, trừ 2 thế vào bên này nó sẽ là 1. Chọn x bằng trừ 3 để nó mất a, b bằng trừ 3 thế vào nó sẽ là 2, trừ 3 thế vào chỗ này nó sẽ là trừ 1, như vậy 2 chia cho trừ 1 nó sẽ bằng trừ trừ 2. Như vậy bắt đầu chúng ta mới thực hiện Y18 bằng. Những bước này là những bước chúng ta làm vào nháp. Chúng ta thực hiện như sau: A 3 tức là 3 chia cho x cộng 2, phía sau B là trừ 2 tức là trừ 2 chia cho x cộng cộng 3 là x bằng. Thì tới đây là quá quen thuộc, là 3 là n tuyệt đối của x cộng 2, trừ 2 là n tuyệt đối của x cộng cộng 3, phía sau là cộng cộng c. Như vậy chúng ta kết thúc câu Y17, Y18. Và thầy nhắc mà lại, những cái phương pháp và bài hôm nay là một nội dung rất là quan trọng, bởi vì sau này một số bài toán sau khi chúng ta đổi biến thì nó lại quay về những dạng như thế này, thì khi đó chúng ta phải biết cách để chúng ta xử lý. Thầy nhắc lại, ln cái nào nằm trên không quan trọng, một chia cho nhân chia xuống trừ chia lên. Đây, chúng ta đưa về những như này, thầy sẽ đưa xuống và thầy để phương pháp ở phía trên. Các bạn có thể thấy, các bạn nên có một cuốn vở và chúng ta ghi những cái phương pháp cũng như là những cái bài tập này và vở để chúng ta thực hiện. Còn một bài tập cuối cùng là câu Y19. Y19 bậc tử lớn hơn bậc mẫu. Những bài bậc tử mà lớn hơn hoặc bài bậc mẫu chúng ta tiến hành chia ra thức để đưa về dạng bậc tử nó phải bí hơn bậc mẫu, thì khi đó chúng ta sẽ lấy. Như vậy sau khi chúng ta chia ra thức chúng ta được một cái biểu thức, một đa thức cộng
một trong hai dạng như thế này, thì khi đó chúng ta có cách để chúng ta xử lý. Và câu E19 là một bài tập rồi nha, và thầy sẽ giải ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để theo dõi loạt video mới nhất Ngư Hà Tích Phân dành cho năm 2017-2018. Chào tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you.